Người Việt Nam á, khỏe không bạn? Ok, hôm nay á, mình thèm bánh hỏi gì? Nhật xương à? Bánh hỏi đặc sản của miền Tây. Đó, bánh hỏi làm sắm sẵn rồi. Mờ hành. Quang này đang mua thịt heo quay đây luôn bạn. Nhìn hấp dẫn bạn. Ai thèm bây giờ quán nghe. Đừng ột dột nghe. Ok, bắt đầu ăn bạn. Đây là một miếng thịt heo quay. Mở miếng ra, ngon. Đó, nhớ nè, thêm chay được miếng bạn, nhớ nè. Quá ngon à. Chấm xì sốt ớt nè. Ngon, nhớ nè. Ngon. Và cái quán này không làm cái giá giòn gì. Mà không sao. Còn ngon à. Bánh hoài. Nước mắm nè. Bạn. Vô nè. Ngon. Vô nè. Quá ngon mà. Chịu quên lắm bạn. Mua heo quay. Quả sướng. Quả sướng các bạn. Quả đạt. Quá sướng. Cái quán này đang làm
thịt heo quay là nướng vô xương luôn bạn. Có bạn bị cưng sao không lời ấy bạn, bỏ xương vô bạn cưng chắc lời ưu tiên bạn. À mà bạn heo quay bỏ xương vô có bạn bị cưng có sướng sờ xương quá đã. Quả đạt không bạn ơi. Về nhà con ăn nha. Ok. Đó là hết clip với bạn. Là mai mình hẹn gặp nhau lại.